Hello mọi người, chào mừng mọi người một buổi sáng tốt lành. Thì hôm nay em giới thiệu với mọi người về một số loại cây mà mình trồng trong nhà mà mọi người cần phải biết nhé mọi người. Thì dưới đây thì em sẽ giới thiệu với mọi người một số loại cây trồng trong nhà mà vừa giúp cho mình có thể thanh lọc được không khí mà mang lại cảm giác nó sống xanh và vừa có thể mang lại phong thủy để hợp và có thể lựa chọn theo cái sở thích của bản thân mình và theo sở thích của gia đình của mình đấy. Thì các loại cây mà trồng trong nhà thì chủ yếu là các loại cây mà ưa bóng mát này, dễ dàng để thích nghi và phát triển tốt ở môi trường điều kiện không nhiều nắng và có tốc độ sinh trưởng thấp nhá. Thì những loại cây này thì trồng trong nhà thì sẽ rất là tốt cho sức khỏe và có thể điều hòa thanh lọc không khí hoặc là có thể giúp trang trí này, tô điểm cho cái không gian nhà của chúng ta một cái kiểu là nó sẽ xanh mát hơn đó mọi người. Thì một số cái vị trí mà mình có thể đặt cái cây trồng trong nhà là ví dụ như là mình đặt trong phòng khách này, phòng bếp, phòng ngủ, bàn làm việc và một số như là ban công hay là ngoài sân vườn, sân thượng ấy mọi người. Thì bên cạnh các loại cây mà cần ánh sáng để phát triển thì cũng sẽ có một số loại cây mà trồng trong nhà sẽ không cần phải quá nhiều ánh sáng này, ưa bóng râm và ví dụ như là cây lưỡi hổ, cây lan ý hay là cây trầu bà này, cây vạn niên thanh hoặc là đa lúc đỏ. Đó là một số loại cây mà không cần phải có nhiều ánh sáng mà nó vẫn có thể phát triển tốt và sống trong môi trường điều kiện râm mát nha mọi người. Thì dưới đây thì em sẽ giới thiệu với mọi người một số cái loại cây mà nó có thể trồng trong nhà theo phong thủy nhá. Thứ nhất là cây vạn lộc. Đây mọi người ơi, cây vạn lộc đây ạ. Thì đây là cây vạn lộc nhá. Thì cây vạn lộc này là một loại cây mà mọi người đã không còn xa lạ gì với cây vạn lộc rồi. Và cây vạn lộc này thì không được chú ý bởi vì là cái cây này không bởi vì cái tên của nó toát lên cái sự thịnh vượng mà còn bởi vì cái màu sắc của nó rất là bắt mắt, với những cái đốm hồng đỏ độc đáo trên lá như thế này, đốm xanh đỏ hồng đây này mọi người ơi, mọi người thấy rõ không? Đó. Thì ngoài ra thì loại cây này còn có tác dụng là thanh lọc không khí và hấp thụ những cái chất độc hại và thích hợp để trồng ở trong nhà này, để đặt để ở bàn làm việc và phòng khách của gia đình mình, để trong cái phòng học ấy mọi người. Đó. Cây vạn lộc này thì nổi bật với cái màu sắc đỏ hồng tươi mới này và rực rỡ này, phù hợp với những cái gia chủ mà thuộc họ thuộc cái mệnh mộc này hay là mệnh hỏa, là rất là phù hợp để trồng cây này nhá mọi người ơi. Đó. Và đây là một cái cây mà nó là ví dụ kiểu là một cái chậu may mắn mini để trong nhà mà rất là nhiều người ưa chuộng luôn đấy mọi người ơi. Hiện nay thì rất là nhiều màu sắc đa dạng như là màu đỏ, màu xanh đậm này hay là màu trắng. Đó. Rất là đa dạng. Và đúng theo cái tên gọi của loài cây này, vạn lộc, nó sẽ mang lại sự may mắn này, mang lại cái sự thuận lợi trong cuộc sống, giống với lẫn trong cuộc sống lẫn cả công việc nha mọi người. Cây thứ hai mà em giới thiệu với mọi người đó là cây ngũ gia bì. Đây mọi người ơi. Đó, cây ngũ gia bì này. Cây ngũ gia bì này thì là một loại cây mà không cần phải giới thiệu nhiều thì mọi người cũng đã biết về loại cây này rồi. Và cây ngũ gia bì này thì thường có mùi hương thoang thoảng của cây thảo mộc khi ở cự ly gần nhé mọi người, và có khả năng là đuổi muỗi. Nó có một mùi hương mà nó rất là đặc trưng với mọi người, nó mùi thơm thơm mà nó có các tác dụng là đuổi muỗi nữa. Đó, và nó có thể đuổi côn trùng và rất là thích hợp để trong bàn học này, bàn làm việc. Đó mọi người ơi. Đó, và cây này được trồng trong thủy sinh như thế này rất là sạch sẽ và nó rất là dễ chăm sóc nha mọi người. Mình trồng trong thủy sinh như thế này mình không cần phải chăm tưới nhiều với mọi người. Mình chỉ cần thay nước. Khi nào mà hết nước, cây nó hút hết nước ở trong cái bình này rồi thì mình sẽ thêm nước vô. Đó, mình sẽ thay nước cho cây để cho cây nó có thể hút nước. Và mình không cần phải chăm sóc nhiều, rất là dễ.
Loại cây này thì có khả năng là chống ô nhiễm này, điều hòa không khí và loại bỏ các cái khí độc mà. Đây còn là một loại cây mà được gọi là dược liệu quý trong đông y, vị thuốc quan trọng để trị các cái bệnh như là xương khớp này và an thần, mà chống suy nhược cơ thể và nâng cao hệ miễn dịch cho cơ thể nha mọi người. Thì cây ngũ gia bì này thì còn có mang cái ý nghĩa là giúp cho gia chủ của mình ổn định cái tài vận và phát triển sự nghiệp và giữ tài lộc nhá. Cây có ý nghĩa là động viên tinh thần và có ý nghĩa thuận hòa đoàn kết của các thành viên trong gia đình, và cây này rất là phù hợp với những gia chủ nào mệnh mộc nha mọi người, tại vì lá của nó rất là xanh đó, thân xanh, nó rất là hợp với cả những gia chủ nào mệnh mộc đó. Đây cây kim ngân này mọi người, thân của nó là thân gỗ này, thân gỗ luôn đó. Lá của nó sẽ xếp mà đối diện nhau như thế này, tầm 6 đến 7 lá nha mọi người ơi, đẹp lắm. Và trồng trong thủy sinh này mình rất là dễ chăm sóc và mình không phải chăm sóc nhiều rồi, mình thay nước thường xuyên thì cây sẽ luôn phát triển. Và đây cây thứ ba mà em giới thiệu với mọi người đó là cây kim ngân nhá. Cây kim ngân này thì em không cần phải giới thiệu nhiều với mọi người rồi, tại vì mọi người đã rất là rõ về cái cây kim ngân rồi. Đó. Đó, cây kim ngân. Kim ngân này là kim ngân ba thân nha mọi người. Ba thân trồng vào trong một cái chậu luôn. Đó. Đó, cây kim ngân này rất là đẹp. Thì cây kim ngân này là một loại cây dễ trồng và dễ sống ngay cả khi nó ở điều kiện khắc nghiệt, giống như là ở thời tiết đó. Mình ở Sài Gòn này rất là nắng nóng, cả bốn mùa đều là nắng nóng đúng không ạ? Nên là cây này trồng trong điều kiện khắc nghiệt cũng ok đó, nên là được các chị em công sở này đó, mọi người mà làm công sở thì rất là yêu thích cái loại cây này đó, để làm việc, để ở trong cái bàn làm việc và để ở nhà cũng được này, mà để ở trên công ty thì sẽ giúp cho mình thanh lọc được không khí này, mang lại cảm giác của thoải mái và khả năng tập trung làm việc sẽ cao hơn đó, vừa thanh lọc không khí và nó hút các cái chất độc hại từ sóng điện tử, ví dụ như là mình dùng máy tính nhiều này, điện thoại, laptop, một số cái thiết bị điện tử mọi người, nó phát ra một số cái thiết bị phát ra cái sóng điện tử thì nó có thể thanh lọc một số phần nào đó và giúp cho không khí nó sẽ trong lành hơn đó. Đây là một loại cây mà tượng trưng cho tiền bạc và phát lộc phát tài, giúp cho gia đình của mình sẽ gặp được nhiều tài, nhiều tiền tài này, sự giàu có thịnh vượng cho gia chủ. Và cây kim ngân này thì thuộc hành mộc, có mối quan hệ tương sinh với các gia chủ mà mệnh thủy này, mệnh mộc và mệnh hỏa nha mọi người. Thì cây kim ngân này thì trồng thủy sinh nhá. Đó, cây kim ngân trồng thủy sinh. Mọi người ơi, ở trong này là đất, ở trong này là nước này. Đó, một phần nước và một phần đất này mình có thể mình trồng trong thủy sinh này, nó sẽ sạch sẽ hơn và nó sẽ dễ chăm sóc hơn nha mọi người. Những người mà mệnh thủy mà trồng cái cây kim ngân này sẽ rất là tốt, vì nó sẽ tốt cho về tiền bạc này, công việc thăng tiến hơn này. Cây kim ngân này thì còn giúp cho gia chủ sẽ gặp gặp được nhiều may mắn. Và cây kim ngân ngân này thì còn có thể giúp cho gia chủ mệnh mộc có cuộc sống hòa thuận hơn này, gia đình hạnh phúc hơn và gia tăng các mối quan hệ ở ngoài xã hội, và giúp cho gia chủ mệnh hỏa có nhiều sức khỏe tốt này, tránh xa những cái bệnh tật và những cái điều xấu sẽ đến với cả gia chủ nhá mọi người ơi. Đó. Rất là đẹp đúng không mọi người, nhìn lá của nó này. Cây này là cây kim ngân, này là cây kim ngân thân gỗ nha mọi người. Đó, cái bình trắng này rất là đẹp. Và ở dưới này sẽ là một số cái loại cây nhỏ nhỏ, đây là cây hạt thanh long mọi người ơi. Thì sẽ tô điểm cho cây nó đẹp hơn và nó có sức xanh hơn đấy. Đó. Lá của cây kim ngân này thì sẽ là lá mà đổ mọc đối xứng nhau tròn tròn như thế này, nó sẽ khoảng tầm 5 đến 6 lá nha mọi người ơi. Và cây này là cây thân gỗ và nó có ba cái cây trùng vào nhau như thế này, trồng vào trong một chậu thì có nghĩa là phúc lộc thọ nha mọi người ơi. Đó. Rất là đẹp đúng không ạ?
Đó. Thì đó là ba cái cây mà em giới thiệu với mọi người. Nó thích hợp để trồng trong nhà và không quá là ưa nắng mà có thể trồng ở trong bóng râm nè. Mọi người ơi, cái cây này thì là một loại cây cảnh mà rất là dễ chăm sóc rồi. Đây là trồng trong nhà mà theo phong thủy của mình luôn ấy. Đó. Đó là một số cây mà em chia sẻ với mọi người clip này. Thì mong là những cái chia sẻ của em thì sẽ giúp cho mọi người có thể hiểu hơn về một số cây, một số cây, và nó có thể là sẽ giúp cho mình nhiều tiền tài phát lộc và sẽ giúp cho gia đình của mình thêm gắn kết hơn. Đó mọi người ơi, nó có nhiều ý nghĩa lắm. Đó. Thì mọi người mà có cần liên hệ mua cây thì mọi người có thể liên hệ em qua số hotline và địa chỉ mà em để trên tường nha mọi người ơi. Và tới đây thì có rất là nhiều cái chương trình khuyến mãi cho mọi người, nhiều ưu đãi cho mọi người. Mọi người có thể nhanh tay gọi điện cho em để có thể nhận ưu đãi về mình trước nha mọi người. Nhanh tay kẻo hết nha mọi người ơi. Bye bye mọi người.